Thưa quý vị, tại trường tiểu học Cái Khế 2, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ vừa xảy ra tình trạng có người lạ mặt có hành động tiếp cận với hai học sinh nữ ở cổng trường và trên đường đi học về. Hiện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo cảnh báo mức độ nguy hiểm của vụ việc, đồng thời khuyến cáo đến các em học sinh cần nâng cao ý thức cảnh giác. Trường tiểu học Cái Khế 2, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, nơi xảy ra tình trạng đối tượng lạ mặt tiếp cận hai nữ sinh tiểu học vào ngày 4 tháng 4. Nhờ các em học sinh cảnh giác nên đối tượng chưa thực hiện được hành vi xấu. Thầy nghe nó cũng sợ, thầy mới dặn cháu là con ngày kia con đừng ra nghe. Được các giáo viên báo lại, ban giám hiệu trường tiểu học Cái Khế 2 đã thông báo đến các giáo viên, phụ huynh, học sinh, đồng thời yêu cầu lực lượng bảo vệ của trường chú ý quan sát, không để người lạ tiếp cận học sinh, cẩn thận trong việc đóng mở cổng rào cho học sinh ra về khi có phụ huynh đến đón. Mình dặn con ở nhà rồi, là khi tiếp xúc người lạ không có tiếp xúc, cha mẹ đón hoặc là anh em đón mới được về. Mình kỹ lại, đó, mình đón con, mình đưa rước cho nó kỹ lại, rồi dưới dặn nó không có đi ra ngoài khỏi cổng trường. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo cảnh báo mức độ nguy hiểm của vụ việc đến phòng giáo dục các quận huyện trên địa bàn thành phố, đồng thời lưu ý các trường học đề cao cảnh giác. Tiếp tục là tăng cường chỉ đạo để mà làm sao các cơ sở dục là quản lý tốt nhất học sinh từ khi các em bước đến trường, từ nhà đến trường và khi các em về đến nhà. Trong đó là phải có cái phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong cái quy trình mà nhận trẻ cũng như là trả trẻ về, để bảo đảm là chặt chẽ đúng quy định để tránh trường hợp là xấu lợi dụng lôi kéo các em. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cũng đã cử cán bộ làm việc với trường tiểu học Cái Khế 2 để hỗ trợ cần thiết cho trường, đồng thời tránh gây hoang mang lo lắng cho phụ huynh. Sở cũng lưu ý các nhà trường tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp cùng phụ huynh đảm bảo an toàn trong đưa đón và giao nhận học sinh.